Chúc bạn Ui, ok, I'll do it, đây là cảnh đốt lò sưởi ở Anh, trong cái căn nhà lạnh, rất là lạnh, và củi đang được đốt. Và các bạn thấy Bambi đang ngồi đốt củi này. Gently, don't throw like that, you gotta... Trước khi đốt mình phải làm gì con? Trước khi đốt mình That's phải làm it. Gì well con? Done, B. Well done. Con. Trước khi đốt mình phải làm gì? Hả con? Con phải làm gì? We can save that wood. Con chặt củi. Con chặt củi rồi con làm gì nữa? Baby, save that wood. We'll do that one and then we wait. Hả con? Yeah. Con chặt củi rồi con làm can gì nữa? Can you put these ones? B. Cái này là cái lò sưởi. Cái chúng ta đốt thì bắt đầu nó truyền nhiệt ấm cả nhà. Cái hệ thống lò sưởi các bạn ấy được thiết kế rất là kỹ ở trong cái phòng khách. Các bạn thấy phòng khách này. Đóng đây này. Các bạn thấy phòng khách không? Cắt tivi nè. Và chúng ta đốt rất là kỹ. Tại nhà là tại nhà bằng gỗ các bạn. Cái tường là được dán giấy đó. Cái lò sưởi được thiết kế rất là kỹ, các bạn thấy có rất là nhiều dụng cụ này không? Rất là nhiều dụng cụ này. Rất là nhiều đồ này. Rất là nhiều đồ này, cái xúc than này. Will you help me get the coal? Cái hệ thống này đó. Và cái này là củi này. Củi này mình hết này. Cái này của chuẩn bị nữa này. Và cái này ngoài này, đó. Bây giờ Bambi đi lấy củi nữa này. Bambi đi lấy củi nữa này. Bambi tiếp tục đi lấy củi nữa đó. Bạn thấy chưa? Bambi đốt lửa đi Bambi. Cái lò lửa được đốt ra rất là thú vị. Đốt ngay trong nhà các bạn. Đây là cái phòng khách á. Và các bạn thấy ở Anh á, mỗi nhà nó đều có cái ống khói các bạn không? Thì khi mà đốt này nè thì lửa nó sẽ được đưa lên cái ống khói. Lửa sẽ được đưa ra cái ống khói. Các bạn thấy cái nhà ở nước ngoài nó luôn có cái ống khói. Thì lửa sẽ được đưa trực tiếp ra cái ống khói. Con kể đi, trước khi mình đốt lò sưởi thì mình phải làm gì? Con hồi nãy con đi chuẩn bị cái gì vậy con? Con chặt củi. Lạnh không? Ra ngoài lạnh không? Lạnh lắm hả? Con có thích không? Con thích ở đây không? Con thích ở nước Anh không? Thích xem cái lò sưởi hả? Lửa nó sẽ được đưa lên cái ống khói. Cái hệ thống ống khói sẽ được hút ra. Và lửa này nó cung cấp nhiệt lượng nguyên cái nhà. Rất là ấm. Đừng quên đóng ống khói rồi lửa nó cũng bị khói vào đây luôn. Hồi nãy là quên quên đóng cái hệ thống ống khói lại, là khói nó xì ra nhà, hệ thống báo cháy nó báo quá trời hết. Nó báo quá trời, con hết hồn không dám đốt nữa luôn á, con dừng lại. Vậy hả? Con hết hồn luôn hả? Giống như cái hệ thống cái chuông nó cháy nhà vậy. Giống như cái nhà mình ở Việt Nam đúng không? Dạ, cái hệ thống cái chuông nó cháy, phòng nào cũng có hết. Bữa cái tòa nhà nó có báo không? Dạ có, nó báo rồi.
À. Vâng. Đó, bây giờ lại tiếp tục củ vô này. I got some coal. Wow. What is it? Coal. Đá này. Cái này là than đá đó. Còn than đá kìa, coal. Đá kìa. Cái này chúng ta đã. Rồi bắt đầu chú bỏ than vô để cho cái hệ thống ấm á. Dạ. Để cái hệ thống nó ấm, cái hệ thống hơi ấm, nó ấm. Rồi bắt đầu mình mới mở cái hệ thống đó. Than đá được bỏ vào. Đó. Hệ thống than được bỏ vào. Tối nay chúng ta mở ra để cho cái than nó ấm. So the wood burns with a bright light to make it look lovely and some heat. This makes the heat very strong. It is strong. So very hot. Yeah. Cassie, come in. Look at Cassie, uncle. Come in already. Yeah, she loves the heat. Yeah. She come in. Sit on the chair. Yes. Con chưa nó nằm xuống ổn rồi. Trời ơi, trời ơi. Con nói chuyện với nó nghe. Trời ơi. Baby, we've got one more. Nó hiểu chứ. Mà nó ăn vô má. Là có khi nó ngại. Và nó good girl. Good girl. Cassie, ăn vô má. Baby, we got one. Chứ mà nó chạy nhảy á. Mình nó ăn vô má. We have one more test to do, one more check. Uncle, you don't blow a chimney. We have one more check. What? You have to have your shoes on. Can you get your shoes? Yes, Uli. It's very quick. It's okay. You can start your meeting. Cô mang giày vào. Chưa? Ok. Và cái hệ thống đó, nó sẽ được ấm qua. Nó sẽ được dẫn vào các đường ống này. Các bạn thấy không? Khi mà sưởi nó được dẫn vào các đường ống này. Bên này nó có cái đường ống này. Và chúng và chúng ta mở ra và nó sẽ ấm cái này lên. Nó sẽ ấm này và nó trong cái phòng nó đỡ lạnh. Nó có các cái số tùy theo chúng ta mở số 1 dừng này, số 1 sao số 3 bắt đầu nó nóng nè các bạn. Tùy theo cái số chúng ta mở và cái độ nóng ra nó sẽ sưởi ấm cái này. Cái ấm này thì bắt đầu các bạn thấy nó có cái con lá thật sắc này ấm và nó làm cái phòng ấm lên. Cái này đang ấm này, bây giờ mình đang rờ nó bắt đầu nó ấm lên này. Nóng quá. Và mình dạy để mình dặn để mình điều chỉnh. Mùa đông ở nước Anh là người ta luôn phải có cái hệ thống sưởi ấm hết. Nếu không có hệ thống sưởi ấm này thì phòng nó sẽ rất là lạnh. Nghĩa là bây giờ các bạn đã hình dung rồi đúng không? À, các bạn đã hình dung rồi cái lò sưởi bên nước Anh như thế nào rồi. À, nó ở ngay trong cái phòng khách. Các bạn hình dung ra và cái hệ thống sưởi ấm này nó sẽ dẫn đi qua các cái hệ thống làm ấm như hồi nãy mình báo cho các bạn biết đó. Đây này. Phòng đây là phòng ăn cơm, nó cũng có cái hệ thống làm ấm này. Và các cái phòng ngủ nó đều có hết. Chia sẻ các bạn cái lò sưởi mình sẽ chia sẻ lại sau nha.